Xin chào cả nhà nha. Hôm nay khoe với cả nhà nè. Mấy hôm nay là Trang không có đủ cái lượng trượng trứng để bán ra bên ngoài luôn các bạn. Thì rùa đẻ cũng được hởm, rùa đẻ rất là ít. Một ngày chỉ 2 ngày mới lấy được một lạng thôi. Mà các bạn đặt trứng rất là nhiều. Hôm nay thậm chí Trang những cái ô nuôi nước của Trang không còn luôn các bạn. Chỉ còn đúng duy nhất một ô thôi. Hôm trước Trang thu lên hết, Trang làm chế phẩm hết rồi. Thì hôm nay chỉ còn đúng một ô nước thôi. Thì bữa nay bắt đầu Trang lại thu hoạch trứng để mà chuẩn bị tiếp đây. Để chuẩn bị cho 500 con 33 Trang mới thả đây. Các bạn nhìn thấy cái số lượng trứng rất là khủng luôn. Đây các bạn nhìn thấy nha, Trang chỉ có duy nhất một cái ổ này thôi. Các bạn thấy nó đẻ rất là nhiều luôn. Bữa nay là không phải là nói là cái cột thưa hay dày nữa các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy những cái chỗ này rất là thưa luôn, nhưng mà nó đẻ đầy kính luôn các bạn. Đấy, cực kỳ là nhiều luôn. Bạn nào cần số lượng trứng thì cứ alo cho Trang nha. Thông cảm gì hôm trước thì Trang bỏ cái lượng ấu trùng vô nó không có đủ, nên là các bạn đặt nhiều quá Trang không nhận hết đơn được. Thì hôm nay bạn nào đặt thì rất là ok nha các bạn. Bữa nay là ngày nào Trang cũng phải lấy hết. Một ngày là lấy tầm hơn 2 lạng các bạn. Từ đây tới Tết mà không biết bỏ đâu nuôi cho hết nữa. Với phần này là Tết nay là không có ba đậu luôn các bạn ơi. Rất là vất vả đây. Cũng may là Trang còn dự trữ được gần 1 tấn ba đậu. Thì ở đây cái nuôi nước nó không có tốn ba đậu nhiều các bạn. Một tấn bắt đầu là Trang nuôi thoải mái rồi. Tết này là người ta nghỉ làm chao các bạn, nên không có nhập bắt đầu được. Các bạn nhìn thấy nha. Hôm nay gần Tết công việc rất là nhiều các bạn. Bây giờ này là cũng gần 11 giờ rồi các bạn. Trang mới đi Tây Ninh để xem một ít bông để về bán Tết. Trang rất là thích bông các bạn. Năm nào Trang cũng mua bông về bán Tết hết. Nên Trang mới đi xem được một ít bông. Nên về rất là trễ nên là bây giờ mới cạo trứng đây. Thì vì Trang để có một ổ đẻ đây các bạn, để ngày mai thì không thể nào mà ruồi nó đẻ được hết. Hôm nay số lượng ruồi cũng rất là nhiều các bạn. Các bạn nhìn xem nè. Đó, nó đậu kính hết luôn. Hôm nay gần Tết rồi, Trang ở trứng ruồi rất là nhiều luôn. Bạn nào có cần thì cứ alo cho Trang nha. Ngày này Trang làm cái sâu giống nó hơi nhiều các bạn, nên là ngày nào cũng phải lấy trứng như thế này. Cái thanh này chắc hồi nãy cạo rồi. À cái thanh này hồi nãy cạo rồi, cho lại để lên đây. Các bạn nhìn thấy nha. Ôi, rất là dày luôn. Hôm trước mà Trang để những cái thanh mà nó thưa cái lỗ quá, nó không đẻ đâu các bạn. Bữa nay là ruồi đông quá nên nó không có chỗ đẻ, nó đẻ đầy nhóc hết luôn các bạn. Rất là thích luôn. Rất là ghiền luôn. Còn ở dưới đây thì Trang để cái đây cái đầu cá ruột cá Trang cũng tôm nè các bạn. Đem về thì Trang cứ bỏ vô đây một ít để làm cái mồi nhử cho nó nha các bạn. Các bạn làm cái mồi nhử nó có hơi mùi tí xíu thì nó không bị đẻ bậy nha các bạn. Đây. Quá trời nhiều luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Các bạn có thể nhìn thấy nha. Đây là ruồi đẻ một ngày tuổi thì nó có một răng màu trắng rất là nhạt các bạn. Màu rất là nhạt luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái bề trứng của nó rất là bự luôn. Chỉ có sâu các bạn nuôi trong nước thì nó mới đẻ được số lượng chất lượng như vậy thôi nha các bạn. Còn nếu mình nuôi khô thì không biết các bạn như thế nào, chứ lúc trước cho nuôi khô thì chăng chưa giờ mà nuôi ruồi mà nó đẻ được chất lượng như vậy các bạn.
Đây các bạn nhìn thấy những cái bể trứng nè, to ghê không? Từ bể rất là to luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy những con ruồi của Trang nha, rất là to, cực kỳ là to luôn. Trang cũng có quay rất là nhiều lần Trang nạo trứng thì các bạn có thể thấy là nó rất là nhiều ngày tuổi thì nó sẽ nhiều màu luôn các bạn. Màu đậm có, màu lợt có. Còn bữa nay là Trang cạo mỗi ngày luôn các bạn, ngày nào cũng phải cạo. Đang công việc rất là nhiều luôn mà phải cạo trứng nhiều như vậy nè các bạn. Chắc hai hôm nữa thôi là Trang không còn chỗ ấp trứng luôn nè. Hôm nay Trang ấp trứng rất là nhiều. Bạn nào cần trứng thì cứ alo cho Trang nha. Trang bữa nay thì rất là dư luôn rồi, ruồi rẻ quá nhiều các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, cái thanh nè, đè đầy lên như vậy nè các bạn thấy không? Trứng rất là dày luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy con ruồi nha, chứ Trang không có quay xa quay gần, các bạn có thể nhìn thấy con ruồi nha. Trang quay cao con ruồi nó rất là nhỏ luôn. Đấy, còn quay sáng xuống con ruồi rất là to. Các bạn có thể phân biệt được nha. Trứng ruồi rất là chất lượng luôn. Mấy hôm nay Trang cũng rảnh lướt Facebook rất là nhiều cái hội nhóm, các bạn lên than phiền rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn than phiền là tại sao mà giá gà, giá vịt thì xuống, vật nuôi thì giá xuống, nhưng mà cám thì thức ăn nó lên rất là cao. Thì các bạn rất là tìm được, không biết tìm được giải pháp luôn. Trang cũng có vào trong hội nhóm bình luận nha. Trang cũng có vào bình luận thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái con ruồi lính đen này. Các bạn mình có thể áp dụng chăn nuôi, nó giảm được rất là nhiều chi phí nha các bạn. Bất cứ con vật nào ăn cám được thì có dễ thì dùng con sâu bên cái con ruồi lính đen này được đó các bạn. Các bạn có thể lên tham khảo rất là nhiều kinh nha. Bây giờ rất là nhiều kinh anh chị đã đăng lên rất là nhiều luôn. Các vật nuôi đều có nha, các bạn có thể tham khảo. Thì ở đây thì Trang chỉ mới có nuôi gà đó các bạn. Nuôi gà thì quá ok rồi. Còn Trang đang thí nghiệm nuôi ba nữa. Thì Trang sẽ làm, tới đây Trang sẽ làm nhiều clip chia sẻ thêm cho bà con mình. Thì bà con nào có kinh nghiệm hãy hỗ trợ cho Trang nha. Thực sự là Trang chỉ biết chia sẻ là khi mà Trang cho nó ăn cái áp dụng cái chế phẩm ruồi lính đen thì nó phát triển như thế nào thôi. Chứ còn chăm sóc con ba ba này thì Trang chưa có rành lắm, Trang không biết cái gì luôn các bạn. Trang rất là mới luôn, thực sự là mới, Trang không hiểu nhiều con ba ba luôn. Hôm nay Trang ngập con ba ba về, Trang hỏi rất là nhiều, Trang điện Trang hỏi cái anh bán hàng rất là nhiều luôn các bạn. Tại vì Trang không hiểu lắm về con ba ba, nhưng Trang muốn áp dụng con ba này để nó ăn chế phẩm xem nó phát triển như thế nào. Tại tới đây Trang có nhiều cái khách hàng đặt cái chế phẩm để mà nuôi ba ba, nên Trang cũng chưa biết thế nào nữa các bạn. Trang muốn mình làm thí nghiệm trước cái đã, rồi mới mạnh dạn đưa ra thị trường thì lúc đó mình nói chung là làm cái gì mình cũng phải có uy tín các bạn. Trang muốn đầu tiên là mình phải thử nghiệm trước xem nó như thế nào thì mình mới bán cho khách hàng mình, để mình giữ được cái uy tín. Chứ mình nói một đằng mà mình không hiểu về cái con ba ba như thế nào hoặc là ăn như thế nào, Trang không dám các bạn, nên Trang phải thử nghiệm trước chứ các bạn. Thì các bạn nào hãy, nếu các bạn nào có ý tưởng nuôi ba ba thì cứ theo dõi nha, theo dõi xem Trang nuôi nó phát triển như thế nào thì cứ thông báo cho bà con mình nha. Rồi Trang quay face cả nhà như vậy nha. Trang phải cạo tiếp đây, còn rất là nhiều trứng luôn. Bye bye bà con nha các bạn nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.